Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và bản tin trưa nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng là cơ hội để chuyển đổi nhanh sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Và đây cũng là cơ hội để Việt Nam thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế xanh. 4 tháng năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng 43,6% về lượng và 54,4% về giá trị so với cùng kỳ và dự báo quý 2 sẽ duy trì đà tăng trưởng. Xuất khẩu 4 tháng đầu năm của Việt Nam phải nói là có cái con số mà từ trước đến giờ là chưa có. Tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai được khởi động tại Quảng Nam, tập trung về các giải pháp ứng phó sớm để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu của cả nước trong nửa đầu tháng 5 đạt 11,45 tỷ đô la Mỹ, trong khi nhập khẩu đạt 12,44 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong kỳ 1 tháng 5 đạt mức 23,89 tỷ đô la Mỹ. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15 tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 230 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt hơn 118 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu đạt 112 tỷ đô la Mỹ. Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí PTSC đã ký hợp đồng với tập đoàn Ørsted của Đan Mạch chế tạo và cung cấp chân đế điện gió ngoài khơi cho dự án tại Đài Loan, Trung Quốc. Theo thỏa thuận hợp đồng, PTSC sẽ sản xuất 33 kết cấu móng chân đế hút chân không cho tua bin. Các cấu kiện này là giải pháp thân thiện với môi trường, sử dụng thiết kế tiên tiến riêng của Ørsted. Các kết cấu móng trụ tua bin này sẽ được lắp đặt tại trang trại điện gió ngoài khơi Great Tsang Hua 2B và 4. vào cuối năm 2025. Dự án ước tính sử dụng 70.000 tấn thép và mang lại hàng ngàn việc làm cho PTSC và các nhà thầu trong chuỗi cung ứng. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng là cơ hội để chuyển đổi nhanh sang nền kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 có thể giúp Việt Nam giải phóng hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư xanh từ nước ngoài và đây là đánh giá của nhiều tờ báo và các chuyên gia quốc tế. Tờ Nikkei Asia đưa ra nhận định với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có thể giúp Việt Nam giải phóng hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư nước ngoài. Đây là bước đi quan trọng, cần thiết để mở khóa đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo. Tân Hoa Xã của Trung Quốc có bài viết với nhan đề Các quỹ đầu tư xanh nở rộ tại Việt Nam với nhận định ít nhất 15,5 tỷ đô la Mỹ đầu tư xanh sẽ được rót vào Việt Nam trong vòng 3 năm tới. Cam kết của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị COP26 là cực kỳ quan trọng. Điều đó có nghĩa là chúng tôi thực sự rất nghiêm túc trong việc đầu tư vào quá trình chuyển đổi xanh. Chúng tôi đang xây dựng khu vực sản xuất điện mặt trời riêng của mình để cung cấp năng lượng cho nhà máy sản xuất của chúng tôi. Với các doanh nghiệp châu Âu, trụ cột chính là quá trình chuyển đổi xanh. Nếu các nhà đầu tư tìm đến Việt Nam, tôi tin là họ sẽ chú ý đến đầu tư xanh, năng lượng xanh. Sau năm 2025, nếu không có kết quả từ nguồn năng lượng xanh, thì các nhà đầu tư sẽ rất khó đầu tư tiếp. Các tờ báo quốc tế cũng đánh giá cao nỗ lực kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế của Việt Nam. Hãng thông tấn Bloomberg cho rằng, lạm phát của Việt Nam ở mức 2,81% tính đến tháng 4 hiện không còn là vấn đề đáng lo ngại. Các nhà hoạch định chính sách tiếp tục với nhiệm vụ hỗ trợ đồng nội tệ, thúc đẩy đầu tư tín dụng. Lạm phát cũng như đồng tiền của Việt Nam hiện tại rất ổn định so với đồng đô la Mỹ. Điều này cho phép ngân hàng nhà nước thực hiện động thái nới lỏng mà nhiều ngân hàng trung ương khác không có khả năng hoặc không có không gian. Cũng theo Bloomberg, sự tăng giá gần đây của Việt Nam đồng cũng là một trong các nguyên nhân khiến tổ chức xếp hạng tín dụng Moody dự báo dự trữ ngoại hối của Việt Nam, không bao gồm vàng, sẽ phục hồi lên 95 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay. Tính từ đầu vụ đến nay, đã có gần 1.000 tấn quả vải tươi được xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Hiện trung bình mỗi ngày có trên 20 phương tiện chở quả vải của các tỉnh miền Nam được thông quan sang Trung Quốc. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu vẫn đang ưu tiên luồng xanh, hỗ trợ mở tờ khai hải quan để quả vải sớm được thông quan ngay trong ngày tránh bị hư hỏng. Dự báo trong thời gian tới, vải thiều tại các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang vào vụ thu hoạch.
tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh triển khai xây dựng cửa khẩu số 2, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, 4 tháng năm 2023, khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 2.955.000 tấn với giá trị đạt hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Khối lượng xuất khẩu gạo tăng 43,6% về giá trị và tăng 54,4% về lượng. Hiệp hội về Lương thực Việt Nam dự báo, tình hình xuất khẩu gạo quý 2 của Việt Nam sẽ duy trì đà tăng trưởng và kéo dài cả năm. Đặc biệt do ảnh hưởng của những bất ổn về kinh tế, nhu cầu dự trữ lương thực của các quốc gia tăng lên, giúp Việt Nam tiêu thụ gạo thuận lợi. Thời gian qua, thì ngành lúa gạo của Việt Nam đã có sự điều chỉnh theo hướng là giảm lượng tăng chất và tập trung đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các thị trường như là sản xuất xanh, giảm phát thải. Và đó cũng là một phần để mà giúp giá gạo của Việt Nam liên tục giữ mức cao trong thời gian qua. Và cá biệt có một số giống thì chất lượng tốt, có thương hiệu thì có thể giá bán là lên tới 1.200 đô la một tấn. Vừa hoàn tất đơn hàng 30.000 tấn, doanh nghiệp này đang tất bật chuẩn bị để xuất tiếp hơn 11.000 tấn gạo chất lượng sang Hàn Quốc. Số lượng và cái kim ngạch của chúng tôi cũng vượt trên 30%. Đấy, thế thì như thế là xuất khẩu 4 tháng đầu năm của Việt Nam phải nói là có cái con số mà từ trước đến giờ là chưa có. Cái tỷ lệ gạo thơm, rồi gạo nếp cũng như là gạo tăng cường chất vi lượng thì hiện nay đã tăng lên rất là nhanh. Ví dụ như gạo thơm hiện nay chúng ta xuất khẩu chiếm đến 25% cái lượng gạo. 4 tháng đầu năm, nước ta xuất khẩu gần 3 triệu tấn gạo, mang về hơn 1,5 tỷ đô la. Tăng 43,6% về lượng và 54,4% về giá trị so với cùng kỳ. Đây cũng là mặt hàng nông sản duy nhất đạt tăng trưởng xuất khẩu cao nhất. Tiếp đà thuận lợi, các doanh nghiệp đã có bước chuẩn bị cho quý 2 và cả năm. Tới vụ mình mua xong mình mới ký hợp đồng. Nên nó khác nhau, cái vấn đề để làm đó thì nó đảm bảo được. Thứ nhất là sản lượng, thứ hai nữa là chất lượng. Từ tháng 5 cho đến tháng 12 đó hầu như là cái sản lượng có Việt Nam có thể giảm, nhưng mà cái giá thì có thể là vẫn giữ được, cái giá nó ổn định. Tiêu thụ gạo thế giới được các doanh nghiệp dự báo sẽ tăng 2,8 triệu tấn, trong khi tồn kho gạo toàn cầu sẽ giảm, cùng các yếu tố khác như hạn hán gây mất mùa ở châu Âu. Tất cả được xem là cơ hội cho hạt gạo Việt Nam giữ vững vị trí về sản lượng và kim ngạch ngay trong năm 2023 này. Thưa quý vị, có thể thấy chuyển đổi về cơ cấu giống cũng chính là thay đổi về tư duy sản xuất của bà con nông dân. Và cùng với diện tích canh tác ấy, bà con có thể mạnh dạn tìm kiếm thêm các mô hình cụm trồng lúa hoặc kết hợp sao cho hiệu quả kinh tế cao nhất. Và dĩ nhiên, chuyện liên kết làm theo quy trình do doanh nghiệp chuyển giao phải được đặt lên hàng đầu. Ở An Giang, hơn 20 năm nay, nông dân huyện Thoại Sơn vẫn sống khỏe nhờ trồng lúa theo đơn đặt hàng. Không chỉ bao tiêu, mà giá thu mua cũng được doanh nghiệp cam kết ngay từ đầu vụ. 12 triệu trên một ha, so với lúa ngang thì nó từ 15 cho tới 20 triệu, nó chênh lệch rất là cao. Do đó thì cái nguồn thu nhập, lợi nhuận của bà con rất là cao. Làm lúa trên cao nó có bán, nó có giá, hay là làm đúng theo cái tiêu chuẩn ấy. Thì nông dân ai họ cũng ủng hộ hết. Mỗi năm, đồng bằng sông Cửu Long có hàng trăm ngàn hecta cánh đồng liên kết, giúp nông dân đạt lợi nhuận cao từ 40 đến 50%. Còn doanh nghiệp có nguồn hàng ổn định, chất lượng để xuất khẩu. Tuy nhiên, so với tổng diện tích canh tác của Cái Dung thì vẫn còn ít. Chính vì thế, đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long được xem là cơ hội cho nông dân đồng bằng và cả ngành hàng trong thời gian tới. Đảm bảo về giống chất lượng. Thứ hai là quy trình sản xuất an toàn, có cấp mã số vùng trồng. Cái thứ ba nữa là xây dựng các cái hợp tác xã nông nghiệp thích ứng với cơ chế thị trường. Và thứ tư là có những cái vùng nguyên liệu lớn. Thì những yêu cầu này thì đòi hỏi để chi là khắc phục dần cái trước đây đó là gì, cái manh mún nhỏ lẻ. Tức là khi chúng ta muốn sản xuất một cách bền vững thì chúng ta phải đầu tư. Còn nếu mà chúng ta không đầu tư thì lại là sản xuất manh mún nhỏ lẻ. Mà manh mún nhỏ lẻ thì không thể nâng cao chất lượng và giá trị của lúa gạo Việt Nam. Cho nên cái vấn đề cốt lõi của cái vấn đề 1 triệu hecta này, đó là cái nguồn vốn để cho doanh nghiệp và người dân để thực hiện cái đề án này. Canh tác một giống lúa, đồng nhất về quy trình, chất lượng và hoàn toàn có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm, được xem là lợi thế từ các cánh đồng liên kết. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam có thể mạnh dạn đàm phán cùng đối tác khi ký kết các hợp đồng. Và sự bài bản ngay từ khâu đầu vào của chủ sản xuất cũng sẽ là nền tảng để xây dựng thương hiệu gạo Việt trong tương lai nhờ nhãn xanh từ chính quy trình canh tác. Trong phần tiếp theo của bản tin,
Tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai được khởi động tại Quảng Nam, tập trung về các giải pháp ứng phó sớm để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Làng bánh tráng Thuận Hưng ở thành phố Cần Thơ vừa được chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là niềm tự hào đối với người dân địa phương, đặc biệt với những người thợ làm bánh. Theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5 tại thành phố Tịnh Tây, Bắc Sắc, tỉnh Quảng Tây đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 9 người mang giấy tờ tùy thân Việt Nam. Ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và tích cực triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết, yêu cầu phía Trung Quốc bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp nếu xác định đây là các công dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao cũng đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân các nạn nhân. Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ hiện nay dự báo sẽ kéo dài tới ngày 23 tháng 5. Nắng nóng gay gắt đã khiến sinh hoạt, sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng rất nhiều. Như tại Nghệ An, các khu vực miền núi trong những ngày qua đã ghi nhận nhiều trường hợp bị sốc nhiệt, viêm hô hấp phải nhập viện cấp cứu. Tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong, lượng bệnh nhân tăng đột biến từ 200 đến 250 người đến khám. 3 ngày trở lại đây, các phòng khám tại khu vực Quang Phong, Cắm Muộn, Chi Lễ có rất đông trẻ nhỏ từ 2 tháng đến 1 tuổi đến thăm khám do sốt cao. Tại trạm y tế xã Vùng Sâu, Châu Thôn cũng ghi nhận nhiều người dân đưa trẻ em, người cao tuổi đến khám do bị viêm đường hô hấp cấp và tụt huyết áp. Và nắng nóng là một loại hình thiên tai, và ngoài ra tại Việt Nam có đến 20 loại thiên tai nữa diễn ra quanh năm. Và để giảm thiểu thiệt hại, chúng ta luôn phải ý thức cần phải ứng phó sớm. Đây cũng là chủ đề của tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai mới được khởi động sáng nay tại Quảng Nam. Sống bằng nghề làm chiếu cói trong vùng ngập lụt, gia đình ông Dũng khi xây nhà mới phải tính ngay tới phương án cất trữ loại nguyên liệu không chịu nước này. Đó là hệ thống dòng dọc chở được cả một tạ hàng hóa. Ông Dũng dùng nó quanh năm, phòng khi sát đến ngày mưa lũ, điện bị cắt. Có dòng dọc cũng không làm gì được. Sớm một ngày là hai một chuyện, cái việc gì cũng vậy, cho nên mình phải lo từ trước. Bởi vì mình còn rất nhiều việc để lo. Sau khi mùa xong là mình cứ như vậy là đưa nó lên kho để mình để đó. Tiếng còn êm là thuyền còn tốt. Sống ở nơi mà mỗi đợt lũ ít nhất là 3 ngày, nhiều có khi cả tuần. Chiếc thuyền này là tài sản gắn bó với gia đình ông Thuần 30 năm nay. Những vết phá thuyền luôn được kiểm tra kỹ trước mùa lũ đến cả vài tháng. Bộ lũ đến thì hắn rất là phức tạp, hắn không có cái chỗ nào để nổi để câu mà để mình lặt thuyền để mình rửa, cho nên hắn rất khó. Mà từ đó mà cái việc là kiểm tra trước là an toàn nhất. Xã Cẩm Kim thuộc thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam có dân số khoảng 4.900 người. Tuy nhiên khi mà có mưa lũ thì khó có điểm nào có thể thoát ngập được. Chính vì vậy mà việc trang bị những chiếc thuyền để có thể đi lại không chỉ là câu chuyện của mỗi một cư dân mà còn là vấn đề mà chính quyền địa phương hết sức quan tâm. Đây là một trong những chiếc thuyền mà Ủy ban Nhân dân xã đã trang bị cho các tổ dân cư để có thể phục vụ công tác di chuyển khi có mưa lũ. Mọi thiệt hại do thiên tai chỉ có thể giảm nhẹ nếu chúng ta chuẩn bị sớm và hành động sớm. Đó cũng là chủ đề của tuần lễ phòng chống thiên tai năm nay. Và năm nay Việt Nam cũng là chủ tịch hội nghị bộ trưởng các nước ASEAN về phòng chống thiên tai. Chính vì vậy, chúng tôi đây cũng là cái thông điệp mà chúng tôi hướng đến và đây là chủ đề của hội nghị lần này. Chúng tôi mong muốn là từ Việt Nam đoàn kết ASEAN và cả ASEAN sẽ ứng phó hành động sớm. Có 3 nội dung hành động sớm về thiên tai mà tôi nghĩ các bạn có thể lưu tâm. Trước mắt là đề phòng với khả năng thiếu nước khi bị ảnh hưởng bởi El Nino, trang bị kho bãi, nhà xưởng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Và hãy nhìn ở đây, đó là thế hệ trẻ. Vâng, chúng ta cần dạy cho trẻ em cách đảm bảo an toàn với thiên tai. Đơn hàng sụt giảm, tình trạng công nhân phải giãn việc, nghỉ việc vẫn tiếp tục diễn ra khiến đời sống người lao động gặp khó khăn. Tại thành phố Hồ Chí Minh đang có những chương trình hỗ trợ kịp thời, chủ động, nỗ lực đưa những chương trình hỗ trợ công nhân lao động thành chính sách mang tính tổng thể. 94 căn phòng trọ của gia đình chị Nguyễn Ngọc Trầm, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh từ nhiều năm nay đã trở thành điểm tựa của công nhân lao động như vợ chồng anh Châu Văn Cường. Trong vòng 7-8 năm nay là không có tăng giá cho công nhân.
cái đợt dịch vừa rồi á là cái gì cũng tăng lên nên nhà trọ em cũng có tăng, nhưng mà tăng với mức thấp thôi để mình có cho công nhân ở lại với ở trụ với mình. Những hỗ trợ nghĩa tình như thế này không khó để có thể tìm thấy tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng rõ ràng là nếu chỉ dựa vào tấm lòng và khả năng của những chủ trọ không thôi thì chưa đủ. Tiền thuê nhà thì bây giờ đang xử lý là ở góc độ cục bộ, chưa thành một cái chính sách. Ở giai đoạn khó khăn của thành phố, chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để có thể đề xuất cái chính sách để hỗ trợ tiền nhà cho công nhân, đặc biệt là công nhân bị ngừng việc, giảm thu nhập. Cơ sở để xây dựng chính sách chính là đưa giá nhà trọ vốn chiếm từ 20 đến 30% thu nhập của người lao động trở thành một phần của chương trình bình ổn giá được thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiều năm nay. Đây là một cái mong muốn có thể nói rằng là rất là lớn của tổ chức công đoàn thành phố để làm sao mà cái chính sách nó đồng hành cùng với lại đời sống và việc làm của người lao động, chứ nó không phải chỉ là những cái hoạt động chăm lo có tính chất thời điểm hoặc là đột xuất. Nó có một cái kết quả, nó bền vững, nó ổn định và nó lâu dài. Ngay sau đại dịch Covid-19, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có đề xuất gói hỗ trợ 100 tỷ đồng cho vay ưu đãi với các chủ nhà trọ, những người hiện đang cung ứng chỗ ở cho gần 1 triệu công nhân lao động. Đây rất có thể sẽ là nền tảng của chính sách bình ổn giá nhà trọ. Rất là mừng vì thành phố đã hỗ trợ cho công nhân cũng như hỗ trợ cho chủ nhà trọ để được tiếp tục cuộc sống của mình cho nó thoải mái hơn một chút. Còn với những công nhân lao động thì điều mong ước lớn nhất vẫn là mong muốn công việc sẽ tốt hơn. Tại vì tốt hơn thì tụi em đời sống của em cũng sẽ đi lên. Một trong những khó khăn lớn nhất với bệnh nhân ung thư trong hành trình đấu tranh với bệnh tật đó là kinh tế. Chi phí thuốc thang, điều trị, sinh hoạt thực sự là một áp lực lớn trong những ngày tháng lấy bệnh viện làm nhà. Và với mong muốn chia sẻ phần nào gánh nặng ấy với gia đình bệnh nhi ung thư, một người đàn ông đã quyết định bỏ tiền thuê đất để xây nhà trọ miễn phí. Nhà trọ không đồng này đang tiếp sức thêm cho các bệnh nhi ung thư, giúp các em có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật. Căn nhà trọ thiện tâm này ra đời, trở thành nơi ở của 70 bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Chị Loan là người mới ở đây, con trai chị được chẩn đoán ung thư tinh hoàn. Bây giờ đi xứ xa mà có chỗ này nuôi dưỡng là em thấy tốt cho mấy em nhỏ, với lại cho nếu trong gia đình khó khăn á. Không nhờ có máy ấm như vậy thì chắc là vợ chồng em cũng nguyện như đồng đưa con về rồi, chứ cũng không có nghĩ là mình sẽ tồn tại ở đây lâu, mình sẽ kéo dài phần thời gian để ở đây để lo cho con như vậy. Vì là nhà trọ dành cho bệnh nhi nên thay vì tận dụng toàn bộ không gian làm chỗ ở, ông Hoàng dành phần lớn diện tích để tạo sân chơi cho các bé. Giá sách này dành cho các bé lớn đã biết đọc. Còn với bé nhỏ hơn, lúc nào nhà trọ cũng có sẵn đồ chơi. Cứ 2 ngày một tuần, không gian chung của nhà trọ lại trở thành lớp học cho các bệnh nhi. Thường thường một tháng là có đồ chơi mới. Thường thường là cũng mở cái karaoke rồi ra cai. Không chỉ được ở miễn phí, nhà trọ còn hỗ trợ ăn miễn phí cho cả bệnh nhi lẫn người nhà bên trong lẫn ngoài nhà trọ. 600 suất cháo mỗi sáng, 130 suất ăn trưa mỗi ngày. Tính thêm cả tiền thuê đất mỗi tháng 12,5 triệu đồng, tiền nước, tiền điện mất gần 200 triệu đồng mỗi tháng để duy trì nhà trọ. Cuộc đời ngắn, ngắn lắm. Thật ra tôi tranh thủ trong lúc mình còn gì đó, mình làm cho nó hết sức thôi. Tôi rất mong có sự nhân rộng cái này. Tại vì cái khu vực này, nhà trọ đó, một ngày 80 ngàn, một cái giường nằm sát sát nhà, hay một cái phòng là từ 220 cho đến tới 300 ngàn, họ không có đủ tiền, nên họ rất cần những cái nhà trọ như thế này chúng ta. Chưa bao giờ nhà trọ thiện tâm từ chối khách, thế nhưng chỉ với 40 phòng trọ, không thể nào đáp ứng nhu cầu quá lớn của tất cả bệnh nhân. Mong ước lớn nhất của ông Hoàng là có thật nhiều nhà trọ không đồng, để có nhiều hơn những nụ cười từ bệnh nhi. Nụ cười là sức sống, là động lực, là niềm tin và cũng là khát khao và những phép màu giữa đời thường. Thưa quý vị, làng bánh tráng Thuận Hưng ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ vừa được chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là niềm tự hào đối với người dân địa phương và đặc biệt là với những người thợ làm bánh. Và bởi để làm ra những cái bánh tráng mỏng manh tròn đều, nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực tế phải tốn nhiều thời gian, nhiều công đoạn. Từ lâu, thức khuya dậy sớm đã là chuyện hàng ngày ở làng nghề.
bình minh còn chưa dậy, những lò bánh tráng ở đây đã nghi ngút khói. Để có thể bắt đầu công việc vào 4 giờ sáng, chị bé Tư phải chuẩn bị từ chiều hôm trước và thức dậy hồi nửa đêm. Mỗi chục bánh vừa làm ra, chị bán được 30.000 đồng. Thì cái nghề này nó ngay, nó mặn lay gai gai hoài, chứ nó cũng nặng thì nó không nặng. Nhưng mà cực. Mà người ta chạy mát ta được ngủ, còn chạy chạy nắng thì ở. Thức đêm, thức hôm đó. Không chỉ thức khuya dậy sớm, người làm nghề còn giải dầu, gian nắng phơi từng dĩ bánh ngon. Cả làng hiện còn chừng 60 hộ giữ nghề. Các lò bánh hoạt động quanh năm và nhiều nhất là vào mùa Tết khi lượng tiêu thụ tăng mạnh. Nhờ đó, những người thợ phơi bánh như bà Thanh cũng được 200.000 đồng một ngày công. Mệt, chiều mệt là 2 giờ mấy là cũng phải giờ đó thức đừng làm, ham lắm. Ham nghề này dữ lắm. Tại vì mình bằng cực mà chiều mình có tiền. Cũng như ngày nào cô chán hết ngày đấy. Cô chán 40-50 bọc bán hết ngày đấy. Thì dám có mặn có lời vậy đó. Thấy bánh hút là thấy mừng, ham mặn lắm. Đã trải qua trăm năm, làng nghề truyền thống vẫn bền bỉ sức sống và nay trở thành di sản. Đó là niềm tự hào chung của xóm làng, để ngày nay đời đời cho ra những mẻ bánh thơm ngon, đủ nắng. Hồi đó cũng như nhà có lò sẵn đó, rồi mặn cái cũng như phóng lên xuống ghế rồi quen chứ không có học. Không biết nhiêu năm cũng có 20 ở trên đó. Lâu lắm. Hồi đó mới có 13 tuổi là đi chán rồi đó, làm. Mình còn trông nắng nữa, mưa còn gầu thêm nữa, đâu có phơ bánh đâu. Trời nắng thì nó ngon, bánh nằm trúng nắng rồi cái bánh ngon lắm. Cái gì cũng vậy chân cực khổ nó mới có tiền. Và trong phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự trưa nay của chúng tôi. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web vtvgo.vn hoặc tải ứng dụng VTVGo trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.